told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Vừa rồi các bạn vừa xem hai cái trang phục siêu độc, siêu lạ và cực ngầu nha. Cái trang phục thứ nhất á, chính là cái trang phục siêu nhân gao nha các bạn. Đấy, đây, 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 các bạn thấy trang phục siêu nhân gao không? Thì rất là đẹp nha. Và có cái logo của siêu nhân gao đàng hoàng luôn nha các bạn. Và cái trang phục thứ hai là trang phục siêu anh hùng nha các bạn. Bạn nào muốn hóa thân thành siêu nhân gao hoặc là siêu anh hùng thì các bạn có thể thử ngay hai cái bộ trang phục này nha các bạn. Đầu tiên là cái trang phục siêu anh hùng nha các bạn. Rồi mình sẽ kéo gần lại này đó. Các bạn thấy sao? Ngầu ghê chưa nào? Siêu ngầu không các bạn? Trời ơi, ta nói nó đẹp nhất nách các bạn ơi. Đấy, Rolando rồi các bạn. Đó, đây là cái trang phục và siêu anh hùng nha các bạn. Trời ơi, nó ngầu quay kìa. Sáu múi đàng hoàng nha. Đấy, trời ơi, đây này, tôi zoom gần lại cho mấy ông coi nè. Thiệt về, phải nói là tuyệt về trên cả thiệt về các bạn ơi. Quá đẹp. Đây là cái trang phục siêu anh hùng. Và cái trang phục thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó chính là cái trang phục siêu nhân gao nha các bạn. Đâu rồi? Đây, 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 đây. Tôi bấm cái trang phục siêu nhân gao cho mấy ông xem nha. Đấy, trời ơi, mấy ông thấy sao? Ghiền chứ gì? Sonomi nè. Rất là xịn sò nha các bạn. Và các bạn lưu ý khi sử dụng những bộ trang phục này thì chỉ mình chúng ta thấy thôi nha. Đối thủ sẽ thấy cái trang phục mặc định nha các bạn. Cho đó các bạn lưu ý cho mình. Vừa rồi mình đã giới thiệu qua một cái logo siêu nhân gao, một cái trang phục siêu nhân gao và một cái trang phục siêu anh hùng. Thì bạn nào muốn biết thêm cái thông tin về bộ trang phục này thì cứ mạnh dạn inbox cái Facebook cho mình nha. Thì mình sẽ cho các bạn biết cái thông tin về cái bộ trang phục để các bạn trải nghiệm nha. Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.